Hai anh em, lại là Irene đây. Và trong video ngày hôm nay thì Irene sẽ đem đến cho anh em một video giải thích ngắn gọn, đơn giản và dễ hiểu nhất về trend GK Rollup. Và đồng thời thì Irene cũng sẽ điểm tiếp một vài dự án đáng chú ý trong trend này để anh em có thể theo dõi trong thời gian tới nhé. Ok, không dài dòng nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Ok, câu hỏi đầu tiên được đặt ra đó chính là GK Rollup là gì và tại sao chúng ta lại cần phải tìm hiểu về GK Rollup? Như anh em cũng đã biết thì Ethereum là một blockchain cực kỳ nổi tiếng và có số lượng người dùng vô cùng lớn. Vì vậy cho nên là số lượng giao dịch mà blockchain này phải xử lý cũng đạt con số cực kỳ khổng lồ. Giống như là một cây cầu vậy, dù cho cây cầu có lớn đến mức nào thì khi mà số lượng người đi qua lại hay là số lượng xe cộ đi qua cây cầu quá là nhiều thì cũng sẽ có lúc cây cầu đó bị tắc nghẽn. Bên cạnh đó thì blockchain Ethereum cũng gặp vấn đề về phí giao dịch quá là cao cũng như là tốc độ xử lý chưa nhanh. Vì vậy cho nên là các Layer 2 được sinh ra để giải quyết các vấn đề kể trên. Trong đó thì Rollup là công nghệ Layer 2 được cộng đồng đánh giá rất cao với hai model chính là Optimistic và ZK Rollup. Cả Optimistic và ZK thì đều tạo ra những layer ở bên trên, hay hiểu đơn giản là những cây cầu vượt hay là những đường tránh để giúp cho sự lưu thông trở nên trơn tru hơn, mượt mà hơn với mức phí thấp hơn. Điểm khác nhau cơ bản giữa OP và ZK thì chính là về cơ chế đồng thuận cho các giao dịch. Hiểu một cách đơn giản là nếu như OP cho phép tất cả các hành khách đi qua con đường của mình không cần một giấy phép nào cả mà chỉ cần hỏi random lại sau 7 ngày chẳng hạn, ZK thì có cách cho tất cả các hành khách của mình đi qua cầu và vẫn kiểm tra được giấy phép của họ nhưng không cần họ đưa ra. Nghe rất là tương lai đúng không nào? Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem ZK đã làm như thế nào để có thể kiểm tra giấy phép của các hành khách nhé. Câu trả lời đây đó chính là ZK thì đã sử dụng một cơ chế mang tên là Zero Knowledge Proof, hay chính là viết tắt của từ ZK. Ở đây là một cơ chế chứng minh bạn biết một cái gì đó mà không cần phải tiết lộ điều đó là gì. Nghe hơi khó hiểu đúng không nào? Để Irene lấy một ví dụ cho anh em dễ hiểu hơn nhé. Ví dụ ở trong toán học, nếu như chúng ta muốn chứng minh một trong hai số A và B là bằng 0 thì chúng ta chỉ cần biết được tích A nhân B bằng 0 thì tức là một trong hai số A và B đã bằng 0 đúng không nào? Và điều quan trọng ở đây ấy là chúng ta có thể không cần phải biết A bằng 0 hay B bằng 0, chỉ cần chúng ta biết được là tích của hai số này bằng 0 thì chính là một trong hai số đó đã bằng 0 rồi. Đây là một bài toán khá là phổ biến khi mà chúng ta còn học tiểu học hay là trung học, và đó cũng là một ví dụ khá là đơn giản cho Zero Knowledge. Ví dụ mà Irene vừa nói ở trên chỉ là một ví dụ đơn giản để anh em có thể hiểu về ZK Proof. Về mặt bản chất thì ZK Proof sẽ là một cơ chế yêu cầu sự chứng minh rất là cầu kỳ cũng như là phức tạp. Team Coin68 cũng đã viết một bài viết về ZK Proof. Irene sẽ đưa hình của bài viết ở đây. Nếu anh em muốn hiểu rõ hơn về cơ chế này thì có thể đọc bài viết này nhé. Đây là một bài viết cực kỳ hay và tâm huyết của team. Tiếp theo thì anh em hãy cùng Irene đi tìm hiểu về ưu và nhược điểm của ZK Rollup nhé. Đầu tiên là về ưu điểm thì ZK Rollup khuyến khích phân quyền bằng cách xác nhận các khối ở trong mô hình tính toán song song. Thứ hai là mô hình này có khả năng mở rộng cao. Và thứ ba là không yêu cầu xác minh KYC. Và cuối cùng là ZK Rollup có tính bảo mật khá là tốt. Còn về nhược điểm thì đầu tiên là ZK Rollup khá là tốn thời gian. Các yêu cầu bổ sung bằng bằng chứng xác thực thì làm cho giao dịch an toàn hơn, thế nhưng thì sẽ mất nhiều thời gian hơn thay vì chỉ cần yêu cầu xác nhận một lần. Thứ hai là ZK Rollup đòi hỏi sự trung thực cao. ZK thì yêu cầu tất cả người xác nhận và người chuyển tiếp phải hành động một cách trung thực để đảm bảo cho bộ máy vận hành một cách trơn tru. Và thứ ba là tốn kém để triển khai. ZK Rollup thì đang sử dụng mật mã để xây dựng các khối nhằm mục đích thêm vào chuỗi với các chuyên gia riêng lẻ. Đây giống như việc là thêm một sidechain, dĩ nhiên là điều này thì sẽ gây ra sự tốn kém chi phí khá là nhiều. Kế đến thì hãy cùng Irene đi tìm hiểu về sự khác nhau của các dự án ZK Rollup nhé. Trên thị trường hiện tại thì chúng ta đã thấy có rất nhiều dự án làm về ZK Rollup và mỗi dự án thì sẽ có ưu nhược điểm riêng tùy theo cách tiếp cận của các dự án đó. Tuy nhiên theo mình thì chúng ta có thể chia các dự án ZK Rollup theo hai yếu tố sau. Thứ nhất là cách layer được lưu trữ là on-chain hay là off-chain, và thứ hai là Zero Knowledge Proof Scheme được sử dụng. Việc lựa chọn lưu trữ data như thế nào, on-chain hay off-chain thì sẽ là một sự đánh đổi giữa tính phân quyền và tốc độ xử lý cũng như là chi phí hoạt động tùy theo định hướng phát triển của dự án, mà mỗi dự án thì sẽ có một cái sự lựa chọn phù hợp và cân bằng được giữa những các cái yếu tố trên. Về thứ hai là Zero Knowledge Proof được sử dụng thì ở đây chúng ta cũng không thể nói được đâu là giải pháp tốt nhất. Tất cả thì sẽ là sự cân bằng, cách các dự án tìm ra cái điểm cân bằng giữa hai vế là proof size, tức là số
kích thước của các bằng chứng cũng như là các giả thuyết được đặt ra. Irene thì sẽ để hình minh họa về sự liên hệ giữa hai yếu tố trên ở đây để anh em có thể hiểu được rõ hơn, cũng như là anh em sẽ biết được tại sao chúng ta có thể phân loại các dự án GK Rollup dựa trên hai yếu tố kể trên. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu những dự án GK Rollup nổi bật trên thị trường mà chúng ta nên theo dõi nhé. Thứ nhất là Stocks và Stocknet của Stockware. Stockware hay còn gọi là Stockware Industries là công ty được thành lập vào tháng 1 năm 2018. Stockware thì giúp cải thiện khả năng mở rộng và quyền riêng tư của các blockchain bằng cách sử dụng công nghệ Stock để triển khai và xác minh Zero Knowledge Proof. Sản phẩm đầu tiên của Stockware thì được mang tên là Stocks. Đây có thể coi như một Specific Layer 2. Ứng dụng của Stocks thì chỉ hạn chế ở trong việc giao dịch và thanh toán đơn giản như là MMM, Spot Trading, Mining NFT hay là Payment v.v. Stocks và Stocknet thì có ngôn ngữ lập trình và máy ảo thực thi riêng, chúng thì sẽ không tương thích với EVM của Ethereum. Vì vậy cho nên là các nhà phát triển muốn xây dựng DApp ở trên Stocknet trong tương lai thì sẽ cần phải học một ngôn ngữ lập trình mới là Cairo Native Smart Contract Language cho Stocknet và Stocks. Stockware thì được cho là đã huy động được hơn 100 triệu đô với mức định giá là 6 tỷ đô, và trước đó thì bên này cũng đã gọi được hơn 50 triệu đô với mức định giá là 2 tỷ đô vào hồi tháng 11 năm 2021. Thứ hai là ZK Sync, ZK Porter và ZK EVM của MetaLabs. Nói đến ZK Rollup thì bên cạnh Stockware, chúng ta cũng không thể không kể đến một công ty nổi tiếng khác là MetaLabs. Sản phẩm ZK Rollup mà MetaLabs cung cấp thì sử dụng Plonk, P-L-O-N-K để triển khai và xác minh Zero Knowledge Proof. Phiên bản đầu tiên thì mang tên là ZK Sync V1 và phiên bản thứ hai thì mang tên là ZK Porter V2. Sự khác biệt chính là việc dữ liệu được lưu trữ on-chain hay là off-chain. Về cơ bản thì nếu như bạn muốn an toàn thì hãy sử dụng V1, còn nếu như bạn muốn rẻ hơn, tuy nhiên là có thể thiếu an toàn hơn thì hãy sử dụng phiên bản V2. Mục đích sử dụng chung của cả hai phiên bản trên thì cũng chỉ để phục vụ cho việc payment hay là thanh toán, chứ không được đa dạng như là Stocks. MetaLabs thì đã huy động được 50 triệu đô vào tháng 11 năm 2021 và ra mắt ZK EVM của họ cho công chúng ở trên testnet của Ethereum vào ngày 22 tháng 2 vừa qua. Sản phẩm nổi bật thứ ba về ZK Rollup đó chính là Loopring. Loopring thì được ra mắt vào cuối năm 2019. Sản phẩm này thì sử dụng một tập hợp các thuật toán được gọi là SNORK, S-N-A-R-K để triển khai và xác thực các Zero Knowledge Proof. Đồng thời thì Loopring thì cũng đang làm việc để cho ra mắt một phiên bản ZK Rollup tương thích với EVM như là ZK EVM, nhưng phiên bản đầu tiên thì có thể ra mắt tầm 1 năm nữa. Đồng thời thì Loopring cũng đang làm việc để cho ra mắt một phiên bản ZK Rollup tương thích với EVM, ZK EVM, nhưng phiên bản này thì sẽ mất tầm 1 năm nữa để có thể ra mắt. Vừa rồi thì mình vừa giải thích ngắn gọn và đơn giản về ZK Rollup cho anh em, đồng thời là đưa ra một số các cái ví dụ và các sản phẩm nổi bật về trend này trong thời điểm hiện tại ở trên thị trường. Theo quan điểm của nhà sáng lập Ethereum là Vitalik thì ZK Rollup sẽ là kẻ sớm thay đổi cuộc chơi và sẽ đánh bại được Optimistic. Anh em nghĩ sao về quan điểm này? Đồng thời là anh em nghĩ sao về trend ZK Rollup? Anh em đã đầu tư về ZK Rollup hay chưa? Hãy cùng comment cảm nhận và suy nghĩ của mình ở phía bên dưới nhé. Và lưu ý, đây sẽ không phải một lời khuyên đầu tư. Anh em hãy luôn cẩn trọng trước mỗi quyết định xuống tiền của bản thân. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video và hẹn gặp anh em trong những video tiếp theo. Bye!